Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại kênh YouTube của Giro MV chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 năm 2024 thì hôm nay em lại lên sóng và giới thiệu review cho bác những dòng sản phẩm một cửa hàng điện thoại Gio AV trong ngày hôm nay các bác nhá. Và bác nào lần đầu tiên xem kênh của bên em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like video. Đấy thì mỗi một ngày khi em lên sóng review clip, các bác sẽ là người được xem và lựa chọn đầu tiên các bác nhá. Ok, thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu rất nhiều những cái sản phẩm của ngày hôm nay và trước khi quay thì em nói qua về cái hình thức mua hàng của bên em như sau. Nếu bác nào ở Hà Nội các bác qua trực tiếp cửa hàng em theo địa chỉ 111 Trường Khúc Hà Nội để xe máy các bác nhá. Còn nếu anh em nào ở xa không qua được thì các bác xem clip thích chiếc nào cọc tiền sau đó bên em ship hàng tận nơi cho các bác. Các bác nhận hàng được mở ra kiểm tra hàng. Sau đó các bác mới phải thanh toán các bác nhá. Hôm nay thì có một cái số những cái mã máy mới về để phục vụ các bác. Đầu clip em sẽ giới thiệu bác hôm nay mới về được một loại là máy tính bảng con này là một con uh, tablet này Đấy, android tablet thương hiệu họ nhà bridgetg.com đại loại một cái thương hiệu mới của phiên bản này, của của Hàn Quốc các bạn nhá một cái công ty mới của Hàn Quốc đây chữ này chữ tiếng Hàn không phải chữ tiếng tàu đâu hai sim hai mây này các bác biết rồi con này là một con uh, tab, uh, tablet Đấy. Và cái tính năng hay ho con này như sau, máy thì là mới 100% các bác nhá. Full hộp, full bóc 100%. Hôm nay thì em về được vài chiếc thôi để gọi là xem các bác có thích cái loại này không thì em mới về nhiều. Đây, máy mới 100% em đã cũng mở lên em thử em xem nó như thế nào rồi. Thì trải nghiệm thử thì cũng thấy là nó khá hay và giá tiền thì nó cũng rẻ loanh quanh có hơn 3 triệu là các bác đã được sở hữu một con này rồi. Đấy, máy full bóc luôn các cái siêu chiếc này về các bác lột ra nhá. Đấy, siêu của camera này. Đấy, các bác có thể về các bác lột ra máy thì thương hiệu họ như vậy em có mã hiệu như sau. Đây, máy thì mới 100% nói chung là cái mã này thương hiệu này thì nó cũng mới. Nhưng mà nếu mà các bác để mà trải nghiệm mà các bác dùng thì nó rất là ngon các bác nhá. Em cũng mở nhạc, mở nhẽo YouTube các kiểu lên em nghe em xem thì ok luôn. Đấy, đầy đủ nguyên siêu này. Cái này về các bác lột ra nhá. Cái tấm màn tán này các bác có thể lột ra. Phiên bản này là con tab Net Đấy. máy tính bảng đầy đủ cho các bác. Có mã hiệu là IBT01H đấy các bác nếu cần thêm cấu hình thì các bác có thể gõ cái đấy trên Google. Còn uh, trong cái khuôn khổ clip này thì em cũng chỉ giới thiệu cho các bác như vậy thôi. Con này uh, các bác sẽ cắm được sim và không những cắm được sim mà cắm được hai sim. Bộ ở trong của nó là một chai tám g, Ra bốn g em thấy dùng con này khá mượt luôn. Các bác nhá, một con máy dùng em thấy là cực kỳ mượt luôn các bạn. Con này sẽ bộ trong là một chai tám g này và cái hay con này ấy, nó không chỉ dừng lại ở đây mà nó lại dừng lại nó lại thêm một cái này nữa này đấy cái con uh, máy tính bảng này hôm nay mới về nên em sẽ giới thiệu kỹ hơn cho các bác một tí. con này thì nó hay cái là nó lại có một cái bàn phím theo máy như này. đây các nhìn một cái bàn phím để hỗ trợ theo máy cho các bác nhá đây cắm vào đây, cái rắc chấm vàng vàng này anh em uh, để vào cái chấm vàng vàng trên cái 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 máy này nhá. đây chấm vào vàng, vàng đây này, thì các bác để vào đây. nghĩa là các bác có thể dùng như một cái máy tính, đấy, như một cái máy tính uh, thu nhỏ để các bác check mail, check tung tung, đấy, cái này thì sẽ nào? Đây cái này thì đây cái cái lưng này nhá thì các bác có thể mở ra như này để các bác dựng lên, dựng cái máy này lên. Đấy. Thì nó như một kiểu là một cái um, con laptop và khi mà các bác gắn như này ấy. đây thì em sẽ để lên cho các bác xem này. Đấy nó như kiểu một con laptop. Đây. Các bác nhìn chưa? Ok chưa các bác. Đấy tất cả các chức năng hoạt động ok. Đương nhiên là con này thì nó là máy mới 100% rồi. Các bác có thể cảm ứng đây Và các bác có thể dùng con chuột này. Đấy điều khiển bằng chuột này nhá. Đây các bác nhìn điều khiển bằng con chuột này này. Đấy, điều khiển bằng chuột này và các bác có thể điều khiển Đấy, điều khiển bằng cái này sau các bác gõ bàn phím bàn phím thì các bác có thể gõ trực tiếp ở trên uh, trên máy hoặc các bác có thể gõ trên bàn phím như này Đấy, ví dụ các bác có di động mv chẳng hạn Đấy, nó enter một cái nó ra ngay là di động mv anh em nhé Đấy, cái máy này nó hay cái như thế và cái này em thấy nó khá xịn sò cái, uh, cái, 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 uh, cái, cái cái ấy của nó này cái cái uh, bàn phím của nó này em thấy chất liệu này làm xịn sò cho các bác phải nói các bác nếu mà mua những cái tấm này bên ngoài chắc phải hai ba trăm nghìn bốn trăm nghìn một cái các bác em đấy khá xịn sò và không những thế nó lại còn thêm một cái này nữa phải nói qua này em thấy nó không biết làm sao nó chẳng bị tận răng luôn các bác em nó lại ngoài cái này ra nhá ngoài cái bàn phím ra này một cái máy các bác nhận được ấy nó còn thêm một cái này nữa này đấy nó thêm một cái um, bàn phím ngoài này nữa à một cái cái uh, ốp ngoài này nữa đấy các bác nhìn chưa ốp ngoài rất xịn sò luôn ốp cực kỳ mịn ngon các bác nhá ốp xịn sò luôn đấy chứ không phải ốp vớ vẩn đâu các bạn ấy thì uh, bao gồm cho các bác đầy đủ như này giá thì cho các bác 3 triệu rưỡi các bác nhá 3 triệu 500 nghìn một cái đôi một cái đống linh ta linh tinh đầy đủ như này đấy các bác có thể lựa chọn 3 triệu 500 nghìn một cái ốp lưng này một bộ sạc cắp này một cái máy như này này đấy một cái máy như này rồi lại còn thêm một cái bộ S Pen nữa S Pen này em chưa tìm hiểu xem nó dùng như nào thì các bác về thì các bác có thể tìm hiểu thêm một cái S Pen các bác nhá một cái bút S Pen của máy đấy đây một cái bút S Pen đấy thì máy ba triệu rưỡi đầy đủ như vậy sạc cáp các kiểu đầy đủ các nhá đấy thì máy full box 100 trăm con này thì uh, có mã máy lúc đấy em đã đọc cho các bác rồi Giờ em không nhớ nó là cái gì nữa ok và đầu clip thì em giới thiệu các bác một cái con máy tính bảng như vậy thôi nó cũng tốn khá nhiều thời gian trong cái clip ngày hôm nay nhưng mà Đấy, con này mới về thì giới thiệu các bác nhá Bây giờ thì em giới thiệu các bác những dòng sản phẩm của cửa hàng điện thoại di động và em sẽ giới thiệu rất nhanh. Ok, sản phẩm đầu tiên chính là con Vivo. Con này uh, bán thanh lý cho các bác chỉ có vài trăm nghìn thôi. Hôm nay em thu lại con này 500 000 nghìn thì em bán cho các bác 600 các bác nhá. Tặng cho các bác một cái bộ gọi là sạc cáp máy bị vỡ kính màn hình các bác nhìn chưa? Nhưng mà con này thì các bác cũng có thể mua về các bác ép kính. Mất khoảng 200 250 gì đấy thì nó vẫn có rất là rẻ, nó chỉ có khoảng tầm 800 850 thôi. Em bán cho các bác cây này với cái giá là 600 000 các bác nhá. tặng cho các bác bộ bộ sạc cáp luôn. Gần như là gọi là bán kỷ niệm như các bác một cái cây máy à, Vivo con này thì Vivo i11 thì phải em chả biết được cái máy gì nữa. À, Vivo các bác nhá. Đây Vivo. Xem là con này là Vivo gì đây? Vivo Vivo rất là mất thời gian với mấy cái con máy này con này là con Vivo uh, 1906 các bác nhá đấy 3 32 gb Thanh lý cho các bác giá 600.000 để mua 500 để bán cho các bác 600 luôn tặng bộ sạc cáp nữa đấy các bác nhá còn Vivo các chữ năng bao full của bác luôn chỉ có vỡ kính màn hình thôi Ok và bây giờ là tất cả những cái dòng điện thoại Samsung mà em sẽ review cho các bác rất nhiều các bác nhá đầu tiên là giới thiệu các bác dòng Galaxy A23 phiên bản Hàn Quốc con này rất đẹp 98 đến 99 phần trăm màu xanh, màu trắng và màu đen. Đẹp keng nét nền nét luôn. Con này thì ram 4 bộ trong là 1 chai 8GB, pin 5000, máy đẹp keng các bác nhá. Giá hiện tại em đang bán cho các bác là 2 triệu 600 000 một trong cái mã máy mấy ngày vừa qua bán rất nhiều. Galaxy A23 tặng ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho các bác, giá 2 triệu 6. 000. Một cái sản phẩm tiếp theo chính là con A32 Plus. A32 Plus màu đen và màu đỏ. Con này thì một cụ 4 cam sau, một đèn flash này. Đấy, vân tay bên cạnh này, máy đẹp, màu đen thì đẹp 99%, màu đỏ thì tầm 97% các bác nhá. Giá 2 triệu 6. Con này RAM 4 bộ trong là 1 chai 8 g pin 5000 cũng giống hệt con A23. Giá thì cho các bác là 2 triệu 600 000 Loại loại là khác phải thiết kế thôi. Còn lại thì em thấy nó cũng gần như nhau các bác nhá. Cấu hình thì em thấy nó như nhau. Và một cái sản phẩm tiếp theo chính là con A32 thường. Con A32 thường này thì nó hơn cái là nó được cái sở hữu một cái màn hình là màn hình AMOLED các bác nhá. Nhưng mà kích thước màn hình thì nhỏ hơn và bộ trong của nó sẽ kém hơn con A32 Plus. Con này thì RAM của nó là 4 trên 64 GB pin 5000. Cái này thì A32 thường này em đã bán cho các bác. 2 triệu rưỡi rồi các bác nhá. Tặng đầy đủ cho các bác ốp lưng sạc cáp giảm màn hình đầy đủ cho các bác. A32 thường này vẫn hỗ trợ LFC đầy đủ nhá. Nhiều bác hỏi em nó có LFC không thì có đầy đủ nhá. Đây là LFC này. Cái biểu tượng của LFC đây các bác nhá. Đấy, anh em nhìn chưa? LFC thanh toán không không tiếp xúc này đấy. Con này thì đang bật. Giá thì hiện tại nó bán là 2 triệu 500 nghìn, tặng ốp lưng sạc cáp, giá màn hình đầy đủ cho bác. Samsung Galaxy A32. Và sản phẩm tiếp theo trong cái tập tiền hơn nay cổ là một con A M53. À đâu, sorry các bác. M23. Phiên bản của Hàn Quốc, đang có màu đen, à màu à, màu, màu xanh đen, màu xanh nhạt và màu gạch các bác nhá. Ba màu. Con này thì à, máy mới ra thôi. Con này M23 vân tay bên cạnh máy đẹp 9899% tất cả các chức năng hoạt động ok nguyên zin nguyên bản từ A đến Á mọi chức năng hoạt động ok ngon lành cảnh quất các bạn nhé màn hình 6,6 inch pin của nó 5.000 ram 4128 gb giá 2 triệu 600.000 tặng ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác Samsung Galaxy M23 phiên bản của Hàn Quốc các bạn nhé và trong cái tầm tiền hơn hai cổ em còn một con nốt chín hàng thanh lý con này lưng hơi xấu này khung viền đẹp này Đấy, khung viền thì ok màn hình thì uh, sáng đẹp nhưng mà nhìn kỹ bên dưới cùng thì nó hơi ám nó hơi ám nhẹ các bạn nhé các bạn nhìn màn hình mà lốt chín đẹp như này đã rất ok rồi và bên dưới nó hơi ám nhẹ một tí này cây này thanh lý cho các bác là hai triệu chín trăm chín nghìn một con Samsung Galaxy lốt chín các bạn nhé và trong cái tầm tiền hôm nay cổ thì vẫn còn mấy con Oppo ví dụ như con Oppo A 53 con này thì giảm tám một trăm hai mươi tám máy đẹp căng nguyên hộp luôn các bạn nhé con này thì hai sim vật lý ghiêm của gọi Oppo A53 cây này giá cho các bác là 2 triệu 600 nghìn Đấy, hôm nay thì còn 2 triệu 6 thôi còn màu đen và màu xanh các bác nhé màu đen màu xanh còn mấy cây nữa giới thiệu lốt cho các bác ngoài ra thì có con Oppo A56 này màu xanh này giam 6 1 2 ghi 2 triệu 6 này Đấy, cây này 2 triệu 6 này rồi Oppo A31 này 2 triệu 1 này giam 6 1,28 ghi loại mấy cái con Oppo đấy thì anh em nào mới dùng hai sim vật lý mà giá tiền loanh quanh hơn 2 triệu các bác có thể lựa chọn mấy con Oppo này cũng khá là bền lồi đồng cối đá các bác nhé lồi đồng cối đá luôn Oppo này dùng cũng hay Đấy, hơn hai củ thì dùng con này nó ok rồi có nhá 2,7 củ rồi hai à, 2,6 củ thì 2,1 củ là các bác đã được sở hữu một con Oppo bây giờ thì em giới thiệu các bác những dòng máy trong tầm tiền mà hơn ba củ đầu clip này, em mất khá nhiều thời gian để giới thiệu con máy tính bảng nên là nó trôi đến khoảng 10 phút rồi bây giờ mới quay được cái máy hơn ba củ A90 5G, một cái mẫu máy phải nói các bác là mướt mần mượt trong phân khúc hơn ba cổ luôn, chiến chấp mọi loại game luôn các bác nhá. Con này thì màu trắng và màu đen, hai màu, hành thức đẹp 98%, nguyên zin nguyên bản 100%, zin như gái 18, chưa dính bụi trần luôn các bác nhá. Cái hay của con này ấy, chính là cái máy thiết kế gia công của nó cực kỳ tốt. Gia công của nó đằng trước đằng sau của nó đều bằng kính theo một này các bác nhá. Màn hình AMOLED 6.7 inch, đầy đủ tiếng Việt CS Play các kiểu. Đấy, các bác gửi đi thì em sẽ cài đặt đầy đủ cho bác nha không thiếu một cái gì các bác chỉ việc về là các bác cắm sim vào các bác dùng thôi màn hình thì sáng đẹp trong veo luôn ram 6 một hai tám gb chip slot tám bốn năm pin bốn năm trăm a chín mươi năm g em bán cho các bác là ba triệu tư các bác nhá ba triệu tư này trong tầm tiền hơn ba cổ còn một cái mẫu nữa chính là con a 52 s con này cấu hình cực kỳ toàn diện luôn a năm s các bác nhá phiên bản hàn quốc này Đấy, máy màu trắng đẹp chín tám mọi chức năng hoạt động ok cái hay thứ nhất con này chính là cái màn hình AMOLED rộng 6,5 inch và cái tần số quét màn hình 120 Hz các nhá. Chip Qualcomm 770G à 778G. Con này A52S 5G này có hỗ trợ 5G, có hỗ trợ ghiêm của gọi này. Dung lượng pin của nó 4500 này, RAM 6GB, bộ trong là 128GB. Giá hiện tại em đang bán cho các bác là 3 triệu 600 nghìn Galaxy A52s các bác nhé Một trong những cái mã máy bên em đang bán rất là chạy luôn Galaxy A52s Đấy, Màu trắng ngọc tờ ring 3 triệu 600 nghìn Đấy, tặng ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác và trong cái tầm tiền hơn 3 cổ em giới thiệu bác một cái mẫu máy tiếp theo đây chính là con Galaxy Quantum 3 Quantum 3 này cũng rất nhiều bác đã mua tại cửa anh em và anh em đánh giá là máy rất ngon Đấy, trong tầm tiền của bác nhá Quantum 3 một cái máy thiết kế đẹp 99% tất cả các chức lao hoạt động ok vân tay bên cạnh này em thích cái vân tay bên cạnh này bởi vì sao khi mà anh em cầm cái máy lên nhé các bác chỉ cần đặt cái con cái này lên thôi là nó đã nhận rồi thì em thích là hơn ở trên màn hình Để lý do như vậy và dùng cường lực các kiểu thoải mái luôn các bác nhé qua này thì màn hình của nó là AMOLED 6,7 inch RAM 8 bộ trong của nó là 128 g pin 4000 pin à, năm 5000 có hỗ trợ game cuộc gọi và có hỗ trợ 5G các bác nhé màu đen đẹp 99 trăm Galaxy Quantum 3 hay chính con M53 này Em đang bán cho các bác cây này là uh, 3 triệu 900 nghìn Đấy, 3 triệu 900 nghìn các bác nhé Tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác Quantum 3 bên em còn rất nhiều để giới thiệu cho bác Ok, và trong cái tầm tiền hơn 3 cổ thì còn một cái mã nữa Đây chính là con Quantum 2 Quantum 2 này thì... Uh, nghe thì nó bé hơn là Quantum 3 nhưng thực tế cấu hình của nó cũng không thua kém nào đâu các bác nhá. Các bác nhìn cái màn hình của nó này, màn hình cong tràn viền 6,7 inch. Đấy, và độ phân giải màn hình là 2K. Phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc, giá thì loanh quanh có hơn 3 củ thôi. RAM 6 128GB 4500, chip slot 855 và chip lượng tử anh em nhé. Có màu tím, hai cây màu tím này là cây số 2 và cây số 1 này thì 3 ,9 triệu 9 này. Đấy, hình thức của nó tầm 98%. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Galaxy Quantum 2 anh em nhé. Quantum 2 này được cái màn hình ngon, nhìn mướt mượt mượt rồi đúng như kiểu là cô gái mới lớn đi các bạn. Đây này, các bạn nhìn này đúng kiểu anh em xem cái clip của duy Lến ý nó giới thiệu là đúng như kiểu là như kiểu cô gái mới lớn các bác nhìn phê chưa các bác nhìn cái màu rất đẹp luôn màn hình này cong nhẹ nhàng trông mướt bần mượt con này giá cho các bác là 3 triệu chín các bác em còn ngoài ra có một con màu đen 3 triệu 7 này con quạt tum hai màu đen con này thì hình thức có hơi sức sắc nhẹ hơn một tí so với cây kia thì 3 triệu bảy trăm nghìn tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác các bác và bây giờ thì uh, sẽ giới thiệu cho bác những con máy trong tầm tiền hơn 4 củ Hơn 4 củ thì S15 g đã hết hàng rồi Và chắc ngày vài ngày nữa thì có thêm 5-6 cái nữa hai hai ngày nữa có thêm 5-6 cái các bác nhé Em sẽ giới thiệu cho bác tầm tiền hơn 4 củ Ôi hơn 4 củ cái máy S20 FE này bay hết sạch còn đúng 4 chiếc phiên bản Hàn Quốc này các bác ơi Một đống mà bay trong vòng 2-3 ngày bán hết sạch luôn các bác nhé Qua này thì thực tế đây, trên dưới 4 củ Đấy, từ 4 củ cho đến 4 củ 2 là các bác đã được sở hữu một con S20 be hai cây hàng A đẹp tầm 99 thì hai con này đang 4 ,2 triệu 2 còn hai cây này hàng A trừ thì đẹp tầm 97 98 phần thì là 3 triệu 990 nghìn cấu hình của thằng này như thế nào mà các bác lại ưa chuộng đến vậy thì đây chính là một con S20 be phiên bản của Hàn Quốc các bác nhá về cái thiết kế của nó ấy, thì nó sẽ được sở hữu một cái màn hình 6,5 inch tần su quét 120 hạt và kết hợp với con chip Qualcomm Slab là 865 các bác nhá. Và có hỗ trợ 5G, có hỗ trợ game của gọi, pin của nó 4500. Nhược điểm của con này chính là máy chỉ dùng được một sim. Đấy, còn lại thì tất cả là ưu điểm hết các bác nhá. Con này hiện tại là một con SE nghĩa là fan edition ấy. đấy, dành riêng cho fan của Samsung. Con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 3 triệu 990 000 đối với cây đỏ và cây đen xanh đen này còn lại thì là 4 triệu 2, 2 đối với hai cây trắng ngọc tờ đinh này các bác nhé đấy thì bác nào mà kết cái dòng S20P phiên bản Hàn Quốc thì các bác vào việc. Còn ngoài ra thì em có cả bản Mỹ, bản Mỹ hàng Nga đẹp 99%. Thì con này có hai màu là màu xanh và màu xanh đen. thì bản Mỹ này về cấu hình nó giống hệt cái phiên bản Hàn Quốc nó không khác một cái gì cả. Thì giá em vẫn bán bằng nhau các bác nhá. Còn hàng đẹp này em đã bán cho bác 4 ,2 triệu 2 tặng ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác. Samsung Galaxy S20 trong tầm tiền hơn 4 củ thì em đã giới thiệu cho bác như vậy. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác một cái dòng máy tiếp theo trong cái tầm tiền hơn 4 củ đến xít xoát 5 củ các nhá. Đây chính là con S20 Plus phiên bản của Hàn Quốc này. 20 Plus bản Hàn Quốc em về được một ít phiên bản Hàn, màu xanh ngọc, màu đỏ và màu xanh dương của các bác nhá. Giá thì loanh quanh 4,8 cho đến 5 củ là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. Đấy các bạn nhìn chưa? 4,8 cho đến 5 củ các bác nhìn đằng sau giá ghi đằng sau này. Cây màu đỏ 5 củ thì nó đẹp hơn, còn hai cây kia thì nó nó kém hơn một tí. Đây loại là đây này nó gọi là phải viết các kiểu một tí còn các chức năng là bao phun hết không lỗi lầm gì các anh em không một lỗi lầm gì và tất cả mọi chức năng là hoạt động ok con này chính là con S20 Plus 5G bản này là bản của Hàn Quốc này màn hình tần số quét của màn hình lên tới 120 hạt các anh em đây phải để về 120 hạt này nó mới bứt bần này Đấy, phiên bản Hàn Quốc này ra 12 gb bộ như trong của nó là 256 ghi chip quan con sở lắp là 865 Plus con này thì giá hiện tại nó bán cho các bác là 4 triệu 8, 8 cho đến 5 củ đây 5 củ đây hàng năm củ vẫn còn các nhá cây số 2 số 3 số 4 là 5 triệu còn cây số 1 và cây số 5 là 4 triệu 8 giá công khai rõ ràng luôn không có úp bỏ gì hết Samsung Galaxy S20 Plus thì con này giá lanh quanh 4,8 đến 5 củ thôi là các bác đã được sở hữu rồi và trong cái tầm tiền hơn 4 trên hơn 5 củ đi hơn 5 củ em còn một cái mã nữa Samsung S21 5G phiên bản của Mỹ S21 5G bản Mỹ em đang có một cái lô hàng giá khá là rẻ Con này giá quanh quanh có 4 ,8 triệu 8 thôi Các bạn nhá 4 ,8 triệu 8 này có cây 5 triệu này Đấy hai cây màu trắng thì 5 triệu Còn uh, cây màu hồng và cây màu đen 4 ,8 triệu 8 Đấy Con này hàng A đẹp 98 99% 3 cam sau một đèn flash này Đấy tất cả các chức năng hoạt động ok Sạc nhanh đoa kép các kiểu đầy đủ các bạn nhá Đấy em vẫn còn rất nhiều Đấy còn rất nhiều S21 5G Phiên bản Hàn Quốc À phiên bản của Mỹ Bản này thì chip của nó là chip Qualcomm Slap là 888, pin 4000, 2 sim 26, RAM 8 128 GB. Con này giá loanh quanh cho các bác 4,8 cho đến 5 cổ là các bác đã được sở hữu rồi các bác nhá. Hình thức thì khá ok, quay trên clip rất rõ luôn này các bác này. Đấy, hình thức này từ, từ 98 đến 99%. Mọi chức năng ok, không một lỗi làm gì. S21 nhỏ giá 4,8 triệu cho đến 5 triệu. Và trong cái tầm tiền mà hơn 5 triệu thì em giới thiệu các bác một cái mẫu máy nữa. Đây chính là con S21 Plus. Nếu mà các bác nào mà hỏi trong tầm tiền hơn năm cũ mua cái gì thì hợp lý thì em nói thật với các bác thời điểm này S21 Plus là hợp lý nhất rồi. S21 Plus bản Hàn Quốc, ba con hai con màu tím và một con màu màu hồng lam tính này đang có mức giá 5,8 củ là các bác đã được sở hữu rồi. Hình thức đẹp 98%, bộ trong là 256 GB RAM 8 GB, pin 4800. Đấy, phiên bản Hàn một sim có 5G có ghiêm của gọi màn hình 120 Hz, chip Exynos 2100 các bác nhá năm 15G cộng con này giá cho các bác là 5 ,8 triệu 8 bản Hàn Quốc còn ngoài ra em có cả bản Mỹ bản Mỹ thì em có cả cũng có hàng 97 98 thì 5 triệu các bác nhé thì nó hơi phe phải nhẹ một tí trên khung viền đây trong tầm tiền hơn năm cổ quay video các kiểu quá đẹp luôn màu tím màu đen và màu bạc này rất nhiều luôn màu tím màu đen đen màu bạc các bác nhé con này giá hiện tại em đang bán cho các bác 5,8 cổ tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho các bác này đấy thì còn một ít S21 Plus bản Mỹ giới thiệu lốt lên nhiều bác như vậy hình thức 98 phần trăm phe phải siêu nhẹ trên khung viền thôi còn lại ok ngon lành cảnh quất các bác nhé không một lỗi lầm gì hết bên em thì bán cái loại này quá nhiều rồi gần như lô hàng nào về hết sạch đồ đấy luôn các bác nhé đấy bản Mỹ 6 triệu à, 5 triệu 8 còn ngoài ra thì còn hai cây hàng A đẹp 99 thì hai con này đang có giá là 6 triệu 2 một cây màu đen và một cây màu tím các bác nhé hai con này là 6 triệu 2 đẹp 99 này gần như trên khung viền thì nó đẹp keng không một vết xước nào Đấy thì cây này giá cho các bác là 6 ,2 triệu 2 tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp tám màn hình đầy đủ cho bác S21 Plus và bây giờ thì em giới thiệu các bác những dòng máy trong tầm tiền hơn 6 triệu hơn 6 triệu thì một cái sản phẩm Z Flip 4 còn một cây duy nhất con này thì ram uh, của nó ram 8 256 máy gập các bác nhá máy gập bản Hàn Quốc 2 sim 26 màu tím mộng mơ cái này giá cho các bác là 6 ,3 triệu 3 này một con Z Flip 4 này và trong cái tầm tiền hơn 6 triệu thì các bác đừng bao giờ quên tên một cái dòng chính là con S20 Ultra. 20 Ultra con này là phiên bản của Hàn Quốc. Cấu hình thì cực kỳ ngon luôn, một cái máy dòng Ultra đầu đầu tiên của cái dòng Samsung. Con này thì S20 Ultra camera của nó là 100X các anh em. Máy được trang bị một cái màn hình AMOLED rộng 6.9 inch, độ phân giải mình 2K+ cộng và 120Hz. Phiên bản này thì có, có bộ bộ nhớ là RAM 12 trên 256GB và chip của nó là chip Qualcomm Snapdragon 865, Một sim bản Hàn Quốc có hỗ trợ 5G. Pin 5000 mAh các anh em riêng pin con này anh em gọi cho người yêu cũ ấy thì cứ lướt từ sáng đến tối cho em đấy bảo khi nào người yêu cũ bảo sao anh dùng một điện thoại gì mà pin trâu thế thì lúc ấy các bảo các bác phải bảo là S20 Ultra của di MV các bác nhá đấy thì các bác hiểu pin của này 5.000 mà dùng thực tế nó tối ưu pin cực tốt luôn riêng các bác dùng S20 Ultra này chưa thấy sếp nào mà kêu pin yếu bao giờ cả con này giá cho các bác là 6 triệu 300 nghìn nhá tặng đầy đủ ốp đưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác màu đen và màu màu xám có hai màu này thôi còn ngoài ra có một cây 5 triệu ba thì cây này nó bị uh, nó bị lưu ảnh một chút các bác nhá 5 triệu ba này cây này bị lưu ảnh khung viền thì ok này Đấy, khung viền ok chưa các bác 5 triệu ba trên clip em quay rất kỹ rồi các bác nhá 5 triệu ba những cây này bị trên khung viền của nó này các bác nhìn nó hơi ám màn nhẹ đây các bác nhìn nó phân màu nhẹ này nhưng mà các bác có thể để như này dùng cũng chẳng sao hoặc nếu anh em nào mà khó thì các bác có thể để với cái chế độ lên đen như này là ok các bác nhá ngon lành cảnh quất luôn Đấy, ám thêm chứ ám lửa nó cũng chả sao qua này giá 5 triệu ba tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác Samsung S20 Ultra phiên bản Hàn Quốc các nhá và bây giờ thì em giới thiệu bác một cái dòng máy cao tiền hơn chính là con S21 Ultra 21 Ultra thì em đang còn một cây phiên bản của Mỹ phiên bản của Mỹ hình thức đẹp 98 tất cả các chức năng hoạt động ok một chiếc màu đen huyền bí này camera 100x này máy đẹp 98 zin nguyên bản từ A Á màn hình 6,8 inch, 2 ca cộng 120 mạc, RAM 12 GB, bộ trong của nó là một chai 8 GB. Máy chạy được hai sim 2 sóng hỗ trợ 5G các bác nhá. S21 Ultra 5G, cây này giá cho các bác là uh, 8 triệu tròn, một cây màu đen và ngoài ra còn một cây màu uh, bạc này nữa. Cây này cũng 8 triệu triệu tròn các bác nhá. Hai sim 2 sóng pin châu lồi đồng cối đá, 8 củ tròn, tặng ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho các bác. Ngoài ra thì em có cả cái bản Hàn Quốc. Bản Hàn Quốc thì mấy cây này hình thức em thấy là nó hơi phe phẩy khung viền đại loại là nó cũng xước sát nhẹ hình thức một chút Bản Hàn quốc thì được cái cái bộ trong của nó sẽ là 256 trăm và ram của nó ram 12 hai nhưng mà nó chỉ dùng được một sim thôi thì ba cái bản hàn quốc em đã bán cho các bác là 8 triệu tròn các bác nhá đấy bản hàn quốc thì anh em chấp nhận là nó hơi phe phẩy chút nhưng được cái là cái um, bộ trong của nó nhiều nó sẽ lên tới là 256 trăm năm mươi sáu con này đang hết pin mới rồi đấy và giá thì cũng uh, bình thường con này giá có 8 triệu thôi tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác các bác nhá Samsung Galaxy S21 Ultra và trong cái cùng cái tầm tiền này em sẽ giới thiệu các bác dòng S20 à, dòng nốt 20 Ultra đây nốt 20 Ultra em sẽ giới thiệu cho bác một con phiên bản của Mỹ máy đẹp keng nét nè nẹt 99,9 phần trăm phiên bản màu đen các bác nhá màu đồng thì hôm nay hết hàng rồi đấy một con bản Mỹ màu đen này con này thì các bác sẽ được sở hữu màn hình 69 inch, 2 k cộng 120 mạch, máy mới cứng 99,69%. Nguyên siêu viền đi đông chi bóng Còn lại một cây màu đen này nữa Thì cây này giá cho các bác là 8 ,3 triệu 8 3 các bác nhé 8 triệu 3 này Rồi ngoài ra thì em có cả bản Mỹ Nhưng mà hình thức của nó sẽ được tầm 99% Chứ nó không phải là hàng nguyên siêu viền đi đâu Thì con này giá có 7 ,8 triệu 8 thôi Đấy bản Mỹ này 7 ,8 triệu 8 các bác nhé Đẹp tầm 90, 98, 99% gần như là cũng máy cũng rất là mướt luôn các bác nhá. Màu trắng, màu đen, màu đồng, ba màu. Giá thanh lý cho các bác giá 7 triệu 800 000 Tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho các bác Samsung Galaxy Note 20 Ultra phiên bản của Mỹ. Đấy 7 triệu 8 thôi là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. <laughs> Ngoài ra thì à, em có một chiếc bản Việt Nam. Bản Việt Nam hàng đẹp 98-99% Cây này 8 triệu 2 các bác nhá. Bản Việt Nam màu đồng này. Đấy 256 GB, 2 sim vật lý, ghiêm cục gọi một chiếc máy siêu lướt đẹp 9899% cái này giá cho các bác 8 triệu ai ta đang hết pin các bạn nhé tặng ốp lưng xà cáp giá màn hình đầy đủ cho bác và bây giờ thì em giới thiệu cho bác ba uh, cái siêu phẩm cuối cùng trong clip hôm nay 22 ultra 23 ultra và 24 ultra hôm nay thì cái dòng 22 ultra bay đi khá nhiều và hiện tại em sẽ giới thiệu cho bác những dòng 22 ultra còn lại tại cửa hàng em 22 ultra em có cả phiên bản Hàn và phiên bản của Mỹ nếu bác nào dùng một sim lựa chọn bản Hàn Quốc giá nó rẻ còn bản bác nào lựa hai sim, các bác lựa chọn bản Mỹ, hàng mới cứng 99,69%. Các bác nhá. Đầu tiên em giới thiệu các bác hàng hai sim trước. Hai sim bản Mỹ, phiên bản Mỹ 128 g 256 g và 512 g Thì trước mặt các bác đây là ba cây bản 128 g máy mới cứng 99,69%. Một con hàng flagship giá chỉ như một con hàng bình dân. Đấy các bác nhá. Nguyên siêu viền 6 mặt các bác sẽ được sở hữu thứ nhất là cái cụm camera 100X, nhìn nó phê nó đẹp chưa? Qua này thì camera của nó zoom tia trị hàng xóm thì phải nói các bác nó nét nẹ, nẹt luôn. Phiên bản này thì các bác sẽ dùng được là phiên bản một chai 8 g này các bác sẽ dùng được hai sim, hai sóng các bác nhá. Đây hai sim hai sóng này, màn hình của nó là 6.8 inch, 2K+ và 120Hz, tần số quét 120Hz này. Rồi pin 5000 này, RAM 8 128GB, chip Snapdragon 8 Gen 1. Một quan hàng phẳng S22 Ultra, giá chỉ có 10 800 nghìn màu đen, màu xanh và màu đỏ các bác nhé 10 triệu 800 000 ba màu này. Ngoài ra thì em có cả bản 256 g 256 g hôm nay em về được thêm màu đỏ và màu xanh. Hôm qua thì có mỗi màu đen thôi nhưng hôm nay chơi cả ba màu luôn. Đầy đủ ba màu luôn, hàng đẹp nét nguyên siêu viền sáu mặt các bác nhá. Người ta gọi là nét nền nẹt như ngọc tờ rinh đấy các bạn. Đấy, nguyên siêu viền 6 mặt mới cứng luôn tất cả các chức năng hoạt động ok mà mình sáu phẩy tám inch hai cộng 120 trăm nói chung nó giống hết con kia nó chỉ khác về cái dung lượng bộ nhớ thôi con kia là một chai 8 g thì giá đang là 10 triệu 8 con này ram 12 hai hai giá là 12 triệu năm các bạn nhá mười triệu năm còn ngoài ra có một cái con 512 gb 512 gb g thì em đang có trước cái khi cái clip này quay nên thì có bay cái con màu đỏ rồi còn lại con màu đen và con màu xanh này các bạn nhá hai con cực kỳ đẹp này Đấy, nhìn phê chưa các bác tầm này nói chung là vừa tiền phân khúc từ 10 cho đến 13 cổ thì Galaxy S22 Ultra là một trong những mã máy mà vừa tiền nhất thời điểm hiện tại rồi Đấy, trong cái phân khúc mà tầm trung các bác nhé trong cái tầm trung thì em thấy là cái dòng 22 Ultra siêu lướt này à, à gọi là mới cứng này thì đang là một cái sự lựa chọn rất hợp lý luôn Đấy thì đang có giá là 1 chai 8GB thì 10 triệu 8 này 256GB thì 132 còn a à, 12 năm còn 512 g thì là 132 các bác nhá. Đấy dòng S22 Ultra phiên bản của Mỹ. Còn ngoài ra S22 Ultra em có cả cái phiên bản của Hàn Quốc. Bản Hàn Quốc giới thiệu cho bác là cấu hình của nó thì nó khác bản Mỹ cái gì? Nó chỉ khác một điều cơ bản nhất là bản Hàn Quốc nó chỉ dùng được một sim. Còn cái thằng bản Mỹ ấy, nó sẽ dùng được hai sim các bạn nhá. Đây này, cái thằng Hàn Quốc này nhá, nó chỉ dùng được một sim. Đấy, một email này, các bạn nhìn có một email máy có một số mây này là chỉ dùng được một sim nhưng cái thằng mỹ nó sẽ dùng được hai sim còn lại thì tất cả các cái khác như nhau màn hình 6,8 tám inch hai cái cậu, pin năm nghìn chip tám gan một camera cũng tia chị hàng xóm như vậy thôi nó không phải bản mỹ mà tia ngắm nó đẹp hơn mà nó tia như nhau các bạn nhé tùy vào cái kỹ thuật của người tia nữa có này thì uh, tất cả mọi chức năng ok ngon lành cảnh quất bản 512 trăm à, mười hai g một cây bản hàn quốc duy nhất 512 trăm hai g cây này màu đỏ mận này hình thức thì em thấy là nó lưng ok lưng đẹp này khung viền thì uh, khung viền em thấy trông cũng ok đấy khung viền nó chỉ gọi là phe phải nhẹ một tí xíu không đáng kể bằng mấy cái lông tơ con kiến này thôi các bác nhá cái này thì không đáng kể rồi bác nào khó tính quá thì các bác chọn bản mỹ còn uh, những cái con như này em thấy là nó khá là siêu lướt rồi các bác nhá cái này 512 trăm 10 triệu tám này cây số 12 này rồi uh, ngoài ra có bản 256 trăm năm mươi sáu g hai trăm năm mươi sáu g thì uh, cũng 10 triệu tám đây 10 triệu tám cây màu đen 256 gb cây 10 triệu 8 các nhá hình thức thì tầm 98 Đấy, màu đen tất cả mọi chức năng màn hình sáng đẹp và mọi chức năng ok tôi uh, bản Hàn Quốc 256 gb thì em có 10 triệu 3 10 triệu 2 đại loại là cây màu đen và cây màu cây số 5 và cây số 8 này nhá là 10 2 này và 10 3 đại loại là giá cũng rất tốt và hình thức của nó chắc chắn là sẽ xước sát khung viền rồi các bạn nhìn khung viền hai cây này này Đấy, một cây màu xanh và một cây màu đen các bác thực tế về gắn cái cổ 30.000 vào đây là đẹp ngay các bạn nhá có này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 10,2 và 10,3 củ này. Ngoài ra em thấy cái cây 10,5 củ này khá ok. Có một cái cây 10 triệu rưỡi này em thấy con này cũng được này. Con này bản 256 g nhá, lưng đẹp này, mới tinh luôn này. Khung viền này cũng rất mới luôn, nhưng mà cây này em nhìn kỹ thì nó có hai cái vết phẩy thôi. Đây, em sẽ quay cho các bác, đây khung viền rất đẹp luôn. Đây có vết phẩy thứ nhất này. Đấy, khung viền. Cây 10 ,5 triệu 5 này em thấy ok, nó phải tí xíu đấy, chả đáng cả gì. Và một cái vết phẩy chỗ này nữa. Đấy em thấy nó có hai cái vết như vậy. Còn lại thì khung viền của nó đẹp các bác nhá. Máy hình thức ok. Cây số 11 em thấy được này. Đấy 10 triệu rưỡi, cây này quá ok luôn, hai cái vết bằng cái tí tẹo ấy. Dùng trái hưởng gì cả màn hình sáng thì đẹp không trong veo rồi. Không có ám mố như ảnh gì và tất cả các chức năng là hoạt động ok các bác nhá. Imei 8051 S22 Ultra, dung lượng 256 GB bản Hàn Quốc. Đấy, giá cho các bác lanh quanh 10 triệu rưỡi 10 triệu 2, 10 triệu 3 này, 10 triệu 8. Vừa xong em đã quay chi tiết từng chiếc một cho bác xem là như vậy. Và một cái sản phẩm tiếp theo, hai cái sản phẩm tiếp theo, hai cái sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay chính là cái siêu phẩm 23 Ultra và 24 nhà các bạn nhé Đầu tiên là 23 Ultra trước. 23 Ultra thì hôm nay bản Hàn Quốc chính thức hết hàng rồi. Hôm qua có hai cây màu trắng bay sạch trong một lốt nhạc rồi. Và hôm nay thì em còn lại là phiên bản của Mỹ. Hàng đẹp nét như máy mới và như cái máy vừa bóc ra khỏi hộp các bạn nhá. Hiện tại thì em đang có ba màu là màu trắng, màu đen và màu xanh quân đội ba màu này thì về độ đẹp của em nói nó là số 2 thì chắc chẳng có nào dám nhận là số 1 đâu bởi vì nó quá là chất luôn các bạn nhé hàng này gọi là hàng nét nè nét. cái camera của nó nhìn nó phê chưa con này thì chụp ảnh thì nó là siêu nét chứ không phải nét rồi các bạn nhé đấy camera này đây quay cho các bác xem camera của nó gọi là siêu nét luôn đấy các bạn nhìn nhé Oppo A53 này quay cận cảnh luôn đấy, rất là xa luôn các bạn nhìn này đấy. hiện tại thì con S23 này thì có cái một cái sở hữu được cái màn hình 6,8 inch hai cái cộng 120 chai và cầm cái này thích thật sự luôn các bác nhá. Cầm rất sướng luôn. Cạnh của nó nó hơi bo cong màn hình một tí thôi. Màn hình 6.8 inch 2K cộng 120 mẹ camera 100x và độ phân giải là 200 megapixel. Máy mới cứng 99,69% các bác nhá. Đấy có ba màu, Đấy, màu xanh quân đội, màu đen và màu trắng. Hiện tại thì em đang bán cho các bác là 16 triệu 500 000 Và con này thì RAM 8, bộ trong là 256GB, chip 8GB 2, pin 5000. Nói chung là bản Mỹ thì dùng được hai sim đấy, giá hiện tại em đã bán cái đối với cái hàng mới cứng như cái một cái máy vừa bóc ra khỏi hộp như này là 13 triệu à 16 triệu 500 nghìn các bạn nhé 16 triệu 500 nghìn màu trắng màu đen và màu xanh Ngoài ra thì em giới thiệu cho bác một cái sản phẩm cuối cùng trong clip hôm nay chính là cái siêu phẩm S24 nha hàng mới cứng led này nè hàng A cộng nha cũng là hàng này cũng như một cái máy vừa bóc ra khỏi hộp thôi đấy viền Titan camera các kiểu nói chung được con này thì nó là máy gì đét rồi chả có gì để mà nói nữa rồi quá là đẳng cấp luôn rồi nha con này thì chỉ giờ, giờ chỉ tầm này thì gọi gọi có tiền để mà quất thôi các bác là một con hàng siêu lướt này nó rẻ hơn 45 triệu so với một cái máy bình thường mà cái chất lượng máy của dòng 24 cha này phải nói các bác là gần như chả bao lỗi lầm gì đâu thậm chí 23 con cha rồi những cái mã này em bán gần như chả có lỗi gì các bác nhá con 24 cha này ra 12 g bộ trong là 256 g tất cả các chức năng hoạt động ok bản Hàn Quốc thì anh em sẽ có ghiêm cuộc gọi và dùng được hai sim các bác nhá giá hiện tại em đang bán cho các bác là 22 triệu 200 nghìn đấy khả năng mấy ngày nữa à, em sẽ về tiếp một lô 24 ultra nữa các bác nhá đấy có màu vàng chanh màu xám titan và màu à, tím khói phải nói các bác toàn màu phê được các bạn toàn màu đẹp các bác nhá và đây cũng là những chiếc máy cuối cùng em giới thiệu cho bác trong clip ngày hôm nay đấy và anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm nào của Zino MV các bác cứ đăng ký kênh của bên em lại các bác nhá Đấy, nhiều bác thì mua bên em có những cái bác ở công ty đấy, mua xong mới thấy tem của di động mv và ơ xong mày cũng mua hàng của di động mv à và đúng thế đấy, rất nhiều bác các bạn nhé thì con này à, là những con hàng đẹp nét nền đẹp như một chiếc máy mới mà bên em đã chọn được của dòng 24 Ultra và đã nhập về bán cho các bác anh em nào quan tâm đến sản phẩm này thì các bác đăng ký kênh của di động mv lại để theo dõi các bác nhé ok clip của em hôm nay sẽ dừng tại đây và bác nào quan tâm đến những sản phẩm nào thì các bác nhắn tin zalo cho bên em ok xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo